Đi từ mấy giờ đến mấy giờ? Đó, 1 giờ phê đi cho 5 giờ sáng. Nhà của vợ anh tên gì em quên rồi. Huệ, Huệ. Chị Huệ với lại anh Dũng ở đó, cô bác của anh chị. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác của anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang ở cô bác của anh chị, để tìm vô hoàn cảnh có hai vợ chồng anh này nè, phải sống ở dưới một cái, hai vợ chồng và một đứa con khờ sống ở dưới một cái gầm cầu của bác quý anh chị. Trời cũng đã đổ mưa rồi nè, bây giờ mình xuống đây kẹp bé nó vô kêu kìa, vô kêu ba mẹ kìa. Ngủ rồi, ngủ rồi anh. Ngủ hả, ngủ trưa hả? Ờ, hôm nay mình làm gì? Hả? Lòi đồng bắt ếch hả? Mấy hôm nay ghé thăm gia đình mình nè. Cảm ơn. Anh nhớ em không? Nhớ. Dạ. Ngồi dạ. Ăn cơm chưa anh? Ăn rồi. Ăn rồi luôn. Sáng bán được nhiêu ếch? Được. Mặc áo vô đi cho lịch sự. Đâu bắt ếch gọng đâu rồi? Gọng đó, giờ dạ, hết rồi. Đúng rồi đó. Rồi vừa mới ăn nè. Chào anh nè. Giá nè. Vậy gì vậy? Ghê vậy? Ếch. Ếch như vậy giá. Trời ơi. Cái gì nữa đâu, cho em coi coi. Hết rồi. Hết rồi, còn gì nữa. Đây hả? Mình mua xuồng chưa? Rồi đó, xuồng đó 2 triệu rồi. Xuồng đó nhiêu tiền? 2 triệu đó. Ghê vậy? Ừ. Mày tao mới bán, nó là rẻ đó mà. Mới hay cũ? Mới luôn đó. Sao sống lớn luôn nè. Chị có dầm mua đó. Cây sao hả? Ừ. Em bé tên gì, tên là gì ta? Thấm. Anh chào em nha. Hả? Chào mọi người ơi. Thấm rồi thu nhập đỡ không anh? Mới đi đừng có đêm mà. Trong ngoài. Mới đi trong ngoài này ha. Dạ hả? Còn có dính mấy ngàn à? Dạ. Dính đây dính 6 ngàn. Dạ. Bà chị mới cho tôi tiền quá, nên nuôi tôi tiền đấy là nên mua cái xuồng 2 triệu rồi anh mua thoại là 100 mấy. Điện thoại đó là anh có thì anh quen. Mua điện thoại rồi hả? Có. Đâu? Có điện thoại đưa, có điện thoại đâu em. Biết xài không? Biết. Người ta điện thì nghe chứ. Bỏ ngày đó có ai điện thì nó bắt máy. Lần đó em đưa anh nhiêu ta? 5 triệu. 5 triệu đúng rồi. Mình mua xuồng 2 triệu. Ừ. 3 triệu mà cái điện thoại điện trăm mấy rồi với cái sim nữa. Là cái sim này nó không có mày theo nó bị em mua mà. Không có sống. Ừ, điện được rồi phải không? Được mà cái này cái sim nó không có sống. Không có sống. Bây giờ nó bị em mua á. Mày mấy người theo. Không phải người theo đâu. Anh bơi xuồng chở em đi vòng được không? Được. Đi thử coi. Được. Lấy gì phá em? Mất phá xuồng này hả? Rồi phá ở đây nó gì? Mà lại nhận niên phá xuồng rồi không may dữ. Tôi đi đồng rồi tôi phá lại. Cơm mình để vậy đó hả? Thôi. Rồi dọn dẹp. Lấy dầm em. Lấy cái sạp xuống ở trang lắm. Cái sạp xuồng nè. Gửi ủng hộ xuồng cho gia đình của anh với chị, cô bác anh chị mua xuồng để anh mua sinh. Thì bây giờ anh đã mua được cái xuồng rồi nè. Thường anh dùng để làm gì anh tên gì quên tiêu rồi? Anh Dũng. Anh Dũng hả? Anh Đường Dũng xuồng này để làm gì? Thì thường thường thì đi cũng đi này nọ đi làm. Có nghĩa là đi bắt ếch. Rồi tối đi bắt ếch nữa nè. Có xuồng này vui không anh? Vui. Vui hả? Vui nhiều không trời? Nhiều chứ, mà cũng mừng lắm chứ. Hôm qua bán, qua bắt bán được 100 mấy. Ờ. Anh chích điện cái gì? Không, bắt tay. Bắt tay hả? À. Bắt được luôn hả? Được. Lên bên Giang xuống trời lắm. Cặp mé sông này luôn hả? Không, lên đồng á. Ờ. Mất khóa là gì đó hả? Ừ. Ủa xuồng này là xuồng mới luôn á hả? Xuồng mới luôn.
Bè này anh nói bè sao vậy? Sao sông lớn. Sông lớn là sao? Sao mà ta đóng á, lúc mà ta kéo lên nhà ta để lại á. Ta không mà không muốn bán nữa, ta nghỉ rồi ta. Rồi 2 triệu rồi ai dẫn anh đi mua? Không dạ dạ. Dạ dạ hả? Ừ. Trời ơi trời. Từ từ thôi, từ từ thôi, không cần vội quá. Có sùng rồi còn cần ước mơ mơ gì nữa không? Còn ước mơ là cái nhà đó là rồi xong rồi đó. Đất đâu mua ước mơ nhà. Ê, ai cho nền nhà thì Trời sao khóa gì chắc chứ hả? Quá nó để lâu quá nó ấy đó. Lâu hôm qua nay mà lâu. Không có, không gài lâu rồi. Là sao anh không, em không hiểu. Anh nói anh mới đi hôm qua mà. Không gài lắm, mới đi, nghỉ đó. Rồi khóa lại đó. Kẹt luôn rồi trời. Được không anh? Được, được, được. Rồi nè. Xuồng này lắc chứ không anh Dũng? Không, cũng bình thường. Nè lắm, cầm lắm. Mới nghỉ 2-3 ngày nay đang mà đi mặn trên đồng á. Dạ. Đâu có mà đi làm nữa. Dạ. Làm đồ mũ. Qua hết đồng mới đi được. Dạ, lên đồng. Lên đồng làm gì? Đi bắt ếch đó, lên đồng đi bắt ếch rồi đó. Ừ. Đi máy hay là đi không bơi tay. Xong đi máy. Không. Không có máy đâu đi. 3 triệu hôm trước là phải tiết kiệm mua máy được rồi. Đâu đủ đâu. Còn mua lặt là làm đồ lặt vặt nữa. Cảm ơn. Lấy dầm xuống chai đây. Cái dầm có nè anh. Ờ ghê vậy hả? À? Ghê lắc dữ hả? Không có lắc, tại tôi bước vậy đó chứ. Em đi được không trời? Được, được, được. Ê. Thắm gì lại thắm? Cô bác của chị hôm nay mình sẽ đi xuồng với là anh Dũng để trải nghiệm cái chiếc xuồng mới mà Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình của anh, cô bác của anh chị. Nói chung là anh Dũng nói an toàn nhưng mà từ từ. Mở dây thắm xuống, mở dây thắm. À. Tại cài ra mở dùm giờ sợi dây anh. Chết rồi. Mới dạo một vòng thôi. Trời, muốn đi ngày tươi. Coi chiếc xuồng này mới hay cũ. Ở xuồng này rồi mua nhỏ quá gì rồi. Ôi da, lắc lư ghê vậy. Rồi gặp tàu lớn rồi sao anh? Không sao luôn nữa. Hả? Không, nhảy sóng ra hả? Có sao? Trẻ sóng hả? Tối hai vợ chồng đi hay là mình lên anh đi? Mình lên à. Đi từ mấy giờ đến mấy giờ? Tới 1 giờ khuya đi cho 5 giờ sáng. Nhà của vợ anh tên gì em quên rồi. Quậy quậy. Chị Huệ với lại anh Dũng ở đó, cô bác của anh chị. Đó, thấy cây cầu không? Ê, anh nói cho em nghe cái cảm nghĩ khi mà anh được có một cái chiếc xuồng như mong muốn này. À, có xuồng thì đi mặn mụn cái vớt đồ mũ đồ. Chứ đi đầm. Ở ngày là thu nhập được nhiêu tiền rồi? Thu nhập ở ngày cũng 200-300 ngàn không nhiều. Ủa ít vậy? Đi là bơi xa lắm mới có nhiều tiền. Bơi nay vô tới số 10 rồi mới có nhiều tiền được. Dạ hả? Ờ. Số 10 xa lắm. Ở đây là số mấy rồi? Cái này số 1, Trần Đăng. Tạm bơi 10 cây số. Ờ. Thiệt không đó anh? Thiệt chứ, bơi xa lắm mới có tiền nhiều. Bơi gần gần nó không có nhiều đâu. Ủa tại sao? Đi khuya á. Đi 1-2 giờ đêm á. Đi tới mấy giờ? Tới 6 giờ sáng mới tới chổng. Dạ hả? Ờ. Cô bác thấy cảnh ở dưới này yên bình ghê không? Rồi hổng gài có tiền đủ tiền xài không? Đủ là gài mua đồ ăn đồ rồi mua tiền mua thuốc hút rồi đi động. Sợ trời mưa đầu lạnh nè. Còn làm mướn cho tao không? Còn là gai. Tụi quay lại thôi hả gì? Dạ. Quay lại hả gì? Ai biết anh nè. À quay lại thì đây nè, muốn quay ghe thì tôi cho anh quay ghe lớn luôn nè. À. Đó. Ở đây là cái đình hay gì anh? Cái này á là cái miễu. Cái miễu của bà. Của bà hả? Ừ. Ô cái chiếc xà lan lớn kìa. Ờ đó. Thôi quay lại đi, để nó. Không sao đâu. Thiệt không? Không. Tại vậy đó, tìm cái gì? Trời. Đâu có sợ đâu. Tôi bơi mà sợ gì, đâu có sao. Lỡ ướt đồ của em á. Trời ơi, đâu có sao đâu. Thiệt không? Thiệt.
có chiếc sườn ước mơ rồi, ước mơ cái nhà đó hả? Cái nhà đó là có nền nhà là ngon á. Tôi sống giờ nghèo khổ vậy thì mặn hàng đêm. Em hỏi thiệt anh cực khổ gì, vợ chồng có khi nào cự lộn không? Không, dễ thì cự lộn tại sống hồi nào giờ. Ở đó có một cái chiếc xuồng kìa. Xuồng này xuồng dài chài của anh đó đó. Nhưng mà anh đó anh ở dưới ghe hay vậy? Ghe. Đâu anh quay lại cho em lại anh đó hả? Sau một hành trình thiệt là thiệt tình luôn á, là đi cái chiếc ghe của anh đó ha, là chiếc xuồng của anh là em sợ lắm luôn á. Trời ơi, vậy đâu có sao đâu, đi ba người luôn á, đi ba người tới chiều tối chiều về tới đây nữa. Cô bác quý anh chị thấy chiếc xuồng đó không? Ôi cái thấy cái nhà đó không, thì sau này cô bác quý anh chị sẽ xem được những cái clip ở trên cái nhà đó nha. Khổ lắm. Tôi khổ cái gan bà đó đó, tôi cũng bị lụm mũ qua cũng biết đó. Vậy là cô này khổ lắm hả? Khổ hơn tôi đó. Còn đi mặn bụng đồ chứ không còn bả đó. Dạ. Mới đi hôm đâu 3-4 giờ khuya mới về tới giấc này đó, mới ngủ hồi nãy đó. Em lội lại được không? Được. Được không trời? Được. Sao đâu. Xuồng này hơi ấy thôi, đại với nước thì vậy đó. Có chiếc xuồng đi làm mưu sinh thì cũng vui ha. Người ta cho mình cây còn câu chứ người ta đâu có cho mình con cá hoài được, đúng không? Thì mình tự đi câu mình kiếm cá mình ăn. Đúng rồi. Cái này câu vòng vòng bữa này hồi xưa tôi cũng đi câu hoài luôn. Ý anh nói là người ta giúp mình á, người ta giúp mình cái phương tiện mưu sinh á, chứ không phải ta giúp mình ướt cái nhà lên bờ nó, không biết là năm nay nước lớn hay không nữa đó. Dạ. Tôi biết nữa. Dạ. Giờ nước lớn tới nè, bắt đầu là mới chết tôi vậy chứ. Dạ. Kiếm chỗ dọc bên bờ nè. Cô bác quý anh chị, và sau lưng này đây là cái gầm cầu Trần Đăng. Và nơi này, ở ngoài sau lưng này là đó chính là nơi sinh sống của anh Dũng và chị Huệ. Dạo một vòng bằng cái chiếc xuồng này sợ ghê. Đâu có sao. Đâu có sao. Đi hoài vậy, tối nay nè, tôi đi nữa nè, tôi bơi xuồng đi nè. Nhưng mà anh đi mình á, em đi với anh hai người lắc lư ghê á. Hai người đi luôn chứ, vợ tôi đi nữa chứ bộ. Tối cho lên đồng rồi. Dạ. Sao sao, quay cái xuồng vô. Tới nơi cô bác quý anh chị ơi. Thấy ai mà làm YouTube mà cực khổ gì không? Tới nơi rồi. Quay lại tới ngoài đầu vàm nè. Rồi, xong rồi. Lên thôi. Dạ, cảm ơn anh Dũng đã cho em đi du lịch bằng xuồng ba lá. Đó được không anh? Được. Thôi hôm nay thì để có được chiếc xuồng này cũng nhờ mạnh thường quân, cô bác anh chị đã ủng hộ cho đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, cũng như đã ủng hộ cho gia đình của anh Dũng. Còn mấy con? 30 con nuôi còn 3 con. Cười trời. Mày nhát quá mày bệnh. Trời trời, nuôi chết mà bà chị mới cũng cười nè. Cười gì? Hả? Rồi như nuôi như biết làm mọi gì. Hãy mà sao dịch chết mà chị cũng cười nó. Bệnh nhân thì tả mà hôm đó rồi nuôi nó bị cúm. Cười chết cười rồi. Chết rồi. Chắc nó không con nào chắc chị cười từ sáng đó. Rồi chết dục hay là ăn? Dục quá chứ ăn uống vậy. Ngon lắm, anh xíu ăn gì? Xíu à. Qua đây ngồi với chị cái đi cho ấm cúng gia đình cái đi anh, rồi nhà em về luôn. Rồi. Cảm ơn anh đã chở em đi một lần. Hôm nay chủ yếu là đến thăm gia đình của mình. Rồi cảm ơn. Coi gia đình của mình có mua xuồng chưa, ghe máy gì chưa? Có xuồng rồi mà chưa có máy. Rồi mua sinh được rồi phải không? Dạ. Rồi anh có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Có rồi, cũng gửi lời cho chúc cô bác Mạnh Thường Quân cô cũng giúp đỡ cho con. Dạ. Cũng rất trời cảm ơn. Dạ, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như ngoài nước đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV, đã hỗ trợ cho gia đình của anh Dũng trải qua thời gian khó khăn này để có phương tiện mưu sinh. Thôi em chào gia đình mình. Dạ. Vì trời mưa tới rồi nên em. Dạ. Cũng phải về thôi nha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh. Dạ. Nha.